Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhật Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ 15 căn. Hôm qua hôm kia thì Bá Hưng đã giới thiệu cho tất cả quý hàng rồi. Ta sẽ đến với một căn nhà bán cổ điển kiến trúc mặt tiền là kiểu Pháp với mặt tiền làm theo kiểu hình hộp vuông có chạy chỉ và cột tròn bị dấu ly sơn đá nha. Sơn bóng, không có ban công. Căn nhà rất đẹp, giá bán chỉ có 6 tỷ 200 triệu đồng thôi. Tặng full nội thất lên tới khoảng tầm 500 triệu đồng. Rất đẹp, rất sang nha. Và chúng ta sẽ xem ở góc máy gần hơn nha. Căn nhà rất đẹp, rất sang luôn. Ngang tới 4m7 nha mọi người. Mặt tiền theo kiểu kiến trúc bán cổ điển, kiến trúc Pháp. Rất đẹp, sơn bóng. Con hẻm trước nhà rộng khoảng tầm 5m, hẻm xe hơi, xe tải ra vào thoải mái nha. Và khu nhà mình là khu nhà đẹp, toàn bộ là nhà mới xây năm 2021. Nhà mới hết, có căn thì xong rồi, có căn thì đang hoàn thiện. Hướng khu này là hướng Bắc và hướng Nam. Anh chị nào quan tâm đến khu nhà hẻm một xe sát đường của trục đường chính cây châm Nguyễn Văn Khối thì này thì hãy alo trực tiếp về tới nhà Bá Hưng nha. Thì đoạn này rất là gần với công viên làng hoa nha mọi người. Một khu nhà cực kỳ xịn sò, giá bán chỉ có 6 tỷ 2 một căn thôi. Rất đẹp nha cả nhà. Ngày mai thì các chủ đầu tư đây sẽ trải lại nhựa con đường. Nhà mình sẽ có một lớp cửa cuốn bên ngoài và một bộ cửa nhôm xi pha làm sát nhau. Cột bên ngoài được ốp đá trắng sứ. Và phía trong này sẽ là khu vực gara ô tô và phòng bếp. Chủ nhà nào không có xe hơi thì ta làm phòng khách ở đây luôn. Chủ nhà có tặng full nội thất như là tivi, kệ tivi, bàn ăn và bộ sofa da cho nhà mình luôn rồi. Sàn được ốp sàn gạch 80, ngang 4m7, dài 11m. Tường được ốp gạch lên cao phải tầm 3m nha. Trần được bố trí đèn chùm rất sang. Và sơn trong nhà toàn bộ là sơn bóng, sơn loại xịn nha mọi người. Di chuyển vào trong đây sẽ là khu vực cầu thang. Cầu thang nhà mình sẽ được ốp đá Ấn Độ, sử dụng tay vịn bằng hố sồi, lan can bằng sắt. Căn nhà này thì sẽ có 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, có phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước. Hướng nhà là hướng chính Bắc nha. Khu vực phòng bếp thì chúng ta sẽ được thiết kế gỗ oan cường và được tặng lại tủ lạnh 2 ngăn, tủ lạnh loại mới Samsung nha. Có bồn rửa tay và toilet ở phía sau. Đây là một căn nhà phố được thiết kế theo kiểu bán cổ điển, mặt tiền được làm theo kiểu cổ điển và bên trong thì thiết kế rất là hiện đại. Form màu trắng cực kỳ sang trọng cho những quý anh chị nào mua để ở làm văn phòng công ty hoặc là chúng ta mua để kinh doanh buôn bán mỹ phẩm nha. Mẫu nhà mới nhất năm 2021. Khu vực cầu thang nhà mình được chạy đèn LED phía dưới cực kỳ sang luôn, rất sáng nha. Di chuyển lên trên đây sẽ là không gian tầng lửng. Nếu nhà nào có xe hơi thì ngã đậu ở dưới, còn nếu không có xe hơi thì chúng ta bố trí đây là phòng ngủ nha. Vì khu vực này có toilet luôn. Rất đẹp luôn nha mọi người. Khu nhà mình toàn bộ là nhà phố mới, kiểu hiện đại, đời mới, năm 2021 hết. Ở đây chúng ta được tặng lại máy lạnh Capper. Tặng 3 máy lạnh Capper, 2 giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Nội thất phải tầm lên tới 500 triệu đồng. Và khi chúng ta về thì chỉ việc xách vali về ở thôi. Có toilet ở đây. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực phía trên. Lầu 1, phòng ngủ số 2.
cầu thang ốp đá và ốp gạch rất đẹp, rất sang này. Trên này sẽ được ốp sàn gạch giả gỗ, ốp chéo. Và hai phòng có bồn tắm nằm cả hai nha. Hai phòng trên có giường 1m8. Nội thất gỗ An Cường. Rất đẹp luôn. Phòng ngủ cực đẹp này. Có máy lạnh. Và có đầy đủ nội thất. Ban công nó nhỏ thôi. Cửa lùa, lan can bằng sắt. Giá bán chỉ có 6 tỷ 2 thôi nha. Quý anh chị nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng để được sở hữu căn nhà này nha mọi người. Một mẫu nhà rất đẹp và sang trọng. Có bồn tắm nằm ở đây luôn. Bồn cầu nguyên khối quả trứng. Và có ốp gạch hết tường. Ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2. Trên lầu 2 này chúng ta có thêm một phòng ngủ giống y như bên dưới nha. Giống y như với lầu 1 luôn. Chúng ta cũng có giường, nệm, máy lạnh đầy đủ. Khi chúng ta mua căn này thì sẽ được bớt giá và được tặng hết nội thất, chẳng phải sắm sửa gì cả nha. Rất đẹp, rất sang trọng luôn. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên phía trên, khu vực sân thượng. Hai phòng ngủ master. Phòng rất lớn. Trên này là khoảng khu vực giặt đồ sân thượng trước. Cũng có để ngăn để cho nhà mình thiết kế phòng thờ ngoài này. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý anh chị nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.